Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh Bản Đồ Official. Ở video mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn và mình muốn dành cái video này dành cho tất cả những cái bạn mới vào nghề photo, hoặc là các bạn vừa mới mở một tiệm photo, hoặc là các bạn đang có những ý định chuẩn bị sắp tới cho tương lai là mở tiệm photo để mình làm chủ cái công việc của mình và mình tự lập. Thì các bạn biết là ngành dịch vụ photo hiện tại bây giờ nó cũng đang rất là thịnh hành, tại vì đa số những cái gì thì người ta vẫn làm photo, giấy tờ, in ấn. Tuy nhiên có một cái ở đây mình muốn chia sẻ, đó là làm sao chúng ta phải định hướng cho nó đúng về cái ngành nghề dịch vụ và chúng ta sắp chuẩn bị mở hoặc là chúng ta đang làm. Nói về photo thì chắc có thể là các bạn chưa có trải qua trong nghề thì các bạn nghĩ nó đơn giản là chúng ta sẽ mở một cái tiệm rồi sau đó khách sẽ tới, chúng ta sẽ photo thôi, hoặc là chúng ta sẽ in những cái văn bản đơn giản. Thì khi mà các bạn vào trong cái ngành nghề photo in ấn rồi thì nó sẽ có rất là nhiều cái dịch vụ mà các bạn sẽ nắm bắt, và nếu các bạn không có định hướng đúng thì các bạn sẽ dễ có những cái bước đi nó hơi chậm, và có thể là các bạn sẽ không có, giống như là không có cái khả năng mà các bạn làm cái dịch vụ, và nó sẽ không có đem tới lợi nhuận, không có đem tới cái kinh tế cho các bạn, và các bạn bắt buộc các bạn nghỉ. Thì để định hướng cho đúng thì đa phần thì khi mới vô thì các bạn nên tập trung vào trong các lĩnh vực photo. Thì lúc trước mình cũng vậy, khi lúc trước mình mở tiệm photo ra thì mình cũng chỉ có tập trung vào trong ngành nghề photo thôi. Tuy nhiên là lúc đó mình đã có một cái định hướng suy nghĩ là mình sẽ chuyển thêm một cái phần in ấn rồi, nên do đó là một số các cái máy móc, ví dụ như là cái máy ép của mình thì mình cũng mua những loại dòng máy ép lớn. Như đợt trước mình có một video chia sẻ về cái máy ép của mình, tức là những cái dòng đó mình mua tới, cái máy đó mình mua tới 9 triệu, mục đích là không phải là để về mình ép, mình ép những cái giấy tờ đơn giản, mà mình mua cái máy đó về mục đích là mình để mình cán màng một số cái sản phẩm nhỏ lẻ, ví dụ như là mấy cái nhãn, mấy cái tem nhãn. Tuy nhiên là khi mà mình mở tiệm xong á, thì các bạn biết là lúc đó chỉ có tập trung vào trong cái lĩnh vực photo thôi, tại vì trong cái ngành nghề photo á, thì mình đã có một cái số mối quan hệ rồi, trong lúc đi làm á, mình sẽ mối quan hệ rồi thì người ta cũng ủng hộ mình. Nên đó khi mà mở tiệm xong á, là khi mở tiệm ra là mình đã có cái mối sẵn, giống như cái mối quan hệ sẵn thì họ đem qua họ mình, họ ủng hộ mình. Tuy nhiên bước đầu thì nó cũng rất là khó khăn, các bạn biết là bước đầu là khó khăn lắm, tại vì khi mình mới mở tiệm ra, ngoài những cái khách gọi là khách cái mối quan hệ đầu tiên, thì ngoài những cái khách đó thì những khách lẻ hầu như là chưa có biết mình trong tháng đầu tiên, thì họ khi mình đưa bảng lên thì họ chỉ chạy ngang chạy tới thôi. Và nếu mà các bạn mà chọn một cái địa điểm đúng thì nó sẽ phù hợp, nó sẽ phù hợp và nó sẽ, các bạn sẽ thu hút khách nhiều hơn. Còn nếu mà các bạn mà làm ở nhà hoặc là chẳng cái địa điểm mà các bạn chọn sai vị trí, ví dụ như ít không gần các cơ quan trường học hay là các cơ quan, hoặc là những cái đường trong hẻm trong đồ, mà nếu mà các bạn không có cái mối quan hệ đầu tiên thì nó rất là khó. Do đó các bạn phải định hướng sao cho nó đúng. Thứ nhất là đúng về định hướng mặt bằng, thứ hai là định hướng về những cái dịch vụ sau này mình sẽ mở là như thế nào. Ví dụ như là khi mình mở tiệm thì đầu tiên là mình sẽ sử dụng dịch vụ ô tô, mình để làm cái nền, mình để làm một cái nền để kiếm những cái chi phí trang trải trong những cái tháng đầu tiên. Sau đó các bạn sẽ phát triển về ngành nghề in ấn, tại vì trong cái vấn đề in ấn hiện tại bây giờ các bạn biết là hầu như là rất là chuộng, kể cả là làm cái gì người ta cũng muốn in màu, làm cái gì cũng muốn in màu, kể cả những hồi xưa ví dụ dạy học thì có thể là dạy không cần tranh ảnh, như bữa nay là dạy kể cả giáo viên mẫu giáo thì cần tranh ảnh rất là nhiều, và phải tranh ảnh siêu tầm liên tục chứ không phải là năm này dạy năm cho năm khác được. Do đó là cái nhu cầu là in màu thì rất là nhiều. Do đó các bạn nên định hướng phát triển về trong ngành, về lĩnh vực in ấn. Thì để phát triển về lĩnh vực in ấn cho tốt thì mình nghĩ các bạn nên đi học hoặc là tìm tòi trên mạng học phần mềm thiết kế. Tại vì khi có một phần mềm thiết kế rồi thì các bạn có thể những dịch vụ sau này các bạn làm cái gì cũng được. Ví dụ như in card visit, các bạn thiết kế một card visit đơn giản, các bạn in thiết kế file để in một cái bì thư đơn giản, các bạn có thể thiết kế file để in một cái tờ giấy khen,
hoặc là các bạn sẽ biết cách tất tần tật, có thể là những cái sau này những cái dịch vụ khác khách hàng đưa tới, thì các bạn chỉ cần biết được cái thiết kế thì các bạn có thể làm được tất cả, và các bạn sẽ có được thêm nhiều cái dịch vụ cho khách hàng lựa chọn hơn. Còn nếu mà các bạn chỉ định hướng mà ở trên một lĩnh vực mà chỉ có photo không á, các bạn sắm máy hoặc photo không, thì mình nghĩ các bạn sẽ rất dễ bị thất bại. Tại vì khi mà cái lợi nhuận về photo á, mà nếu các bạn không có khách đông nha, mình nghĩ là mình nói là không có khách đông, thì các bạn sẽ rất là dễ thất bại sau 3 tháng. Tại vì trong 3 tháng các bạn nếu mà mặt bằng nhà thì các bạn phải trừ chi phí ra, điện nước này kia, các bạn phải bỏ công ở nhà, bỏ công ra làm 3 tháng mà không có thu nhập thì các bạn sẽ dẫn đến tình trạng chán nản và các bạn sẽ không làm nữa, các bạn sẽ dẹp tiệm. À, còn nếu mà các bạn sau trong đó mà các bạn có phần mềm thiết kế rồi, các bạn biết phần mềm thiết kế, các bạn nhận thêm nhiều dịch vụ khác thì có thể là nó sẽ hỗ trợ, mới đầu có thể là nó là ít khách nhưng mà sau này nó sẽ nhiều khách từ 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 lên. Đa số các bạn sẽ thấy nè, khi mà một cái tiệm các bạn sẽ thấy một cái tiệm photo, người ta rất là đông khách, người ta tới khách lúc nào cũng đứng ba bốn người, năm sáu người, bảy tám người. Tuy nhiên, các bạn sẽ để ý là có thể là những cái đó là chưa chắc gì mà thu nhập cao bằng những cái tiệm mà các bạn có thể thấy là cái những cái tiệm đó nó vắng người thôi, nhưng mà lúc nào người ta cũng làm ở trên màn hình vi tính hết, người ta thiết kế này thiết kế nọ, người ta thiết kế tờ rơi brochure rồi người ta gửi đi in. Thì cái đó là những cái tiệm mà người ta đã có những cái khách mối hàng tiềm năng rồi, tức là những khách hàng đó có thể người ta chỉ gửi nội dung qua Zalo hoặc Skype hoặc là mail hoặc là những cái gì có liên quan tới công việc thì người ta sẽ gửi tới cho mình và mình sẽ thiết kế rồi mình gửi đi in. À, thì có cả các bạn thấy là khi đó là những cái tiệm đó nó đã có những cái mối lớn, còn những cái tiệm mà có thể là mình đang làm những cái mối loại nhỏ lẻ, thì nó nhiều lúc nó cái thu nhập nó không bao nhiêu hết. Do đó các bạn nên định hướng đúng, tức là định hướng theo mình khuyên các bạn nên định hướng từ photo chuyển lên thêm một phần nữa, đó là dịch vụ in ấn. À, thì dịch vụ in ấn bao gồm có những gì? Thứ nhất là in tài liệu, in tài liệu, in chỉnh sửa các luận văn, nếu các bạn nào mà siêng á, thì chỉnh sửa tất cả các luận văn, in luận văn, đóng tập luận văn. Không, cao hơn nữa thì các bạn có thể là thiết kế về card visit, tờ rơi, brochure, catalog. Nếu các bạn mà nào mà thiết kế đã giỏi rồi thì các bạn có thể thiết kế luôn catalog rồi in những cái phần như là giấy khen, bì thư, hóa đơn. Thì nếu mà các bạn trong các lĩnh vực nào mà các bạn không có máy móc thì các bạn có thể liên kết những cái nhà máy in để chúng ta làm. Đó, thì toàn bộ nội dung này, video này mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn những khó khăn trước mắt và những cái định hướng sao cho nó đúng để các bạn đi, để các bạn làm mở tiệm ra cho nó thành công. Tại vì mình đã trải qua 10 năm, nếu tính ra năm nay 10 năm thì năm 2011 thì mình tháng 9 năm 2011 mình mở rồi, thì tới đây là mình cũng đã làm rất là lâu. Do đó là trong quá trình làm mình đến hiện tại bây giờ mình vẫn cảm nhận trong về lĩnh vực in ấn thì nó kiếm lợi nhuận cao hơn về photo, và mình cũng đang đi hướng là về lĩnh vực in ấn nhiều hơn. À, còn photo thì hầu như là nếu mà đến thời điểm này nếu mà cái giá cả nó thấp quá thì mình sẽ sàng lọc và lựa chọn lại khách hàng, những khách hàng nào mà mối hồi xưa giờ thì mình giữ, chứ còn nếu mà khách hàng tới, khách hàng mới mà khách hàng tới mà trả giá này nọ thì giống như mình sẽ cho ao hết. Mình không, ví dụ như thà các bạn làm ít mà lợi nhuận nó ổn định còn hơn các bạn phải nai lưng ra các bạn làm, và trong khi đó các bạn biết là photo chạy nhiều thì máy hư nhiều. À, máy hư nhiều thì đồng nghĩa với việc là sửa nhiều, nếu các bạn không biết cách sửa máy nữa thì nó sẽ chi phí rất là cao. Do đó là các bạn nên hướng cho nó đúng, sao cho nó đúng, đi cho nó đúng để mà cái tiệm mình phát triển, một ngày càng phát triển hơn. À, hy vọng ở video này mình muốn chia sẻ một số chút cái kinh nghiệm, một số chút cái ý kiến của mình đến cho tất cả các bạn nào vừa mới mở tiệm photo, hoặc là các bạn nào đang có ý định chuẩn bị mở tiệm photo trong tương lai, sẽ có những cái ý định và hoặc là những cái hướng đi sao cho nó đúng. Các bạn sẽ có những cái suy nghĩ đúng đắn hơn để về cái ngành nghề dịch vụ photo. Nếu các bạn thấy video này ít thì các bạn hãy bấm like để ủng hộ tinh thần cho mình. Còn nếu các bạn thấy những cái gì mà mình đã nói từ đầu đến video đến giờ nó có thể giúp ích được cho nhiều người thì các bạn hãy share để mọi người cùng theo dõi. Và nếu các bạn nào mới ghé qua kênh Bado Optical thì các bạn hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông khi nào mình chia sẻ những vlog hoặc là những cái kinh nghiệm in ấn, dịch vụ in ấn photo.
mà mình đã trải qua hoặc là mình đang làm mà mình biết được, mình muốn chia sẻ tới các bạn, thì các bạn là người đầu tiên có thể nhận được thông báo và theo dõi video của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Bye bye.